À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Cô Vân Anh xin chào tất cả các con. Cô rất vui vì hôm nay được đồng hành với chúng mình trong buổi học này đấy. Hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhau thực hiện bài luyện tập. Trước khi bắt đầu buổi học, cô có một phần trò chơi dành cho các con. Trò chơi mang tên hái táo. Chúng mình quan sát, bạn gấu Bu rất thích ăn táo. Trên cây có 4 quả táo. Mỗi quả táo tương ứng với một phép tính cộng. Các con hãy giúp bạn Bu hái những quả táo tròn đỏ trên cây xuống nhé. Để giúp bạn Bu hái được những quả táo ấy, các con hãy thực hiện các phép tính ở trên từng quả táo. Bây giờ, chúng mình hãy nêu cho cô. Để giúp bạn Bu hái được những quả táo ấy xuống, chúng mình hãy thực hiện thật nhanh cho cô các phép tính ở trên từng quả táo nhé. Nào, các con hãy nêu cho cô kết quả của phép tính 6 cộng 4. À, đúng rồi đấy. 6 cộng 4 bằng 10. Chúng mình đã hái được quả táo đầu tiên rồi. Tiếp theo, các con hãy nêu cho cô kết quả 7 cộng 1 bằng bao nhiêu nào? Rất chính xác, 7 cộng 1 bằng 8. Chúng mình đã giúp Bo hái được quả táo số 2 rồi. Phép tính tương ứng với quả táo số 3, 0 cộng 6 bằng bao nhiêu? À, rất chính xác, 0 cộng 6 bằng 6. Vậy là quả táo số 3 đã được hái xuống. Có một quả táo nữa mang phép tính 2 cộng 8. Chúng mình hãy hỗ trợ bạn Bo nào. À, 2 cộng 8 bằng 10. Cô xin cảm ơn tất cả các con. Vậy là chúng mình đã giúp bạn Pu hái được cả 4 quả táo xuống rồi đấy. Bạn Pu có lời cảm ơn gửi đến tất cả chúng mình. Bây giờ, cô trò mình hãy cùng tham gia vào các hoạt động của bài tập luyện tập ngày hôm nay nhé. Bài tập số 1. Điền số thích hợp vào ô trống. Trên màn hình của cô có các phép tính 6 cộng 3, 2 cộng 6, 1 cộng 7. Tương ứng với mỗi phép tính là các chấm tròn. Chúng mình hãy dựa vào các chấm tròn nêu cho cô kết quả của các phép tính trên màn hình nào. Cô ví dụ với phép tính 6 cộng 3, cô có 6 chấm tròn màu xanh. Cô lấy thêm 3 chấm tròn màu đỏ. Vậy, cô có tất cả bao nhiêu chấm tròn? À, có tất cả 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có tất cả 9 chấm tròn. Vậy, 6 cộng 3 bằng 9. Phép tính 2 cộng 6. Cô có 2 chấm tròn. Cô lấy thêm 6 chấm tròn nữa. Vậy, có tất cả bao nhiêu chấm tròn? Đúng rồi đấy, có tất cả 8 chấm tròn. Vậy, 2 cộng 6 bằng 8. Tương tự với phép tính 1 cộng 7. Cô có 1 chấm tròn màu xanh. Cô đã lấy thêm 7 chấm tròn màu đỏ. Vậy, có tất cả bao nhiêu chấm tròn? Đúng rồi đấy, có tất cả 8 chấm tròn. Cô có kết quả 1 cộng 7 bằng 8. Tương tự với phép tính 2 cộng 6. Cô có 2 chấm tròn. Cô lấy thêm 6 chấm tròn nữa. Vậy, có tất cả bao nhiêu chấm tròn? Đúng rồi đấy, có tất cả 8 chấm tròn. Vậy, 2 cộng 6 bằng 8.
Bây giờ, các con hãy quan sát. Cô có bao nhiêu chấm tròn màu xanh? Đúng rồi, cô có 5 chấm tròn màu xanh. Cô lấy thêm bao nhiêu chấm tròn màu đỏ? À, cô lấy thêm 5 chấm tròn màu đỏ. Vậy, cô có tất cả bao nhiêu chấm tròn đây? Đúng rồi, cô có tất cả 10 chấm tròn. Từ đó, cô có thể nêu được phép tính tương ứng là... À, đó là 5 cộng 5. 5 cộng 5 bằng bao nhiêu nào? Đúng rồi, 5 cộng 5 bằng 10. Các con ạ, khi thực hiện các phép tính cộng, chúng mình có thể sử dụng các que tính, các chấm tròn, thao tác với que tính chấm tròn để tìm ra kết quả của phép tính cộng. Bài tập số 2. Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính. Các con quan sát. Cô có 4 chiếc xô. Trên mỗi xô ghi một phép tính. 7 cộng 2, 2 cộng 3, 4 cộng 4, 1 cộng 5. Có 6 chiếc xẻng. Mỗi xẻng ghi một kết quả. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bây giờ các con hãy thực hiện tính kết quả từng phép tính trên mỗi chiếc xô. Lựa chọn xẻng mang kết quả phù hợp nhé. Các con hãy nêu cho cô biết 7 cộng 2 bằng bao nhiêu? Rất chính xác, 7 cộng 2 bằng 9. Vậy cô nối chiếc xẻng mang kết quả 9 với xô mang kết quả. Vậy cô nối kết quả 9 với xô mang phép tính 7 cộng 2. Tương tự, các con hãy cho cô biết 4 cộng 4 bằng bao nhiêu nào? À, đúng rồi, 4 cộng 4 bằng 8. Vậy, cô thực hiện nối 4 cộng 4 với 8. 2 cộng 3 bằng bao nhiêu nhỉ? Rất chính xác, 2 cộng 3 bằng 5. Còn 1 cộng 5 bằng bao nhiêu? À, 1 cộng 5 bằng 6. Qua bài tập số 1, bài tập số 2, cô trò mình đã cùng nhau luyện tập các phép tính cộng trong phạm vi 10, phải không nào? Bây giờ, chúng mình cùng thực hiện bài tập số 3, tính. Trên màn hình của cô có các phép tính cộng 7 cộng 1, 1 cộng 7, 9 cộng 1, 1 cộng 9, 6 cộng 3, 3 cộng 6, 7 cộng 0, 0 cộng 7, 8 cộng 0, 0 cộng 8, 10 cộng 0, 0 cộng 10. Bây giờ, các con hãy thực hiện thật nhanh các phép tính này vào trong vở của mình nào. À, chúng mình đã thực hiện xong chưa nào? Các con hãy nêu kết quả của từng phép tính cùng với cô nhé. 7 cộng 1 bằng bao nhiêu? Đúng rồi, 7 cộng 1 bằng 8. Và cô có kết quả 1 cộng 7 cũng bằng 8 đấy. Chúng mình lưu ý, trong phép tính cộng, khi cô đổi chỗ hai số, kết quả vẫn không thay đổi. Vậy, 9 cộng 1 bằng bao nhiêu? À, 9 cộng 1 bằng 10. Tương ứng, 1 cộng 9 cũng bằng 10. 6 cộng 3 bằng 9. 3 cộng 6 bằng 9. Ở yêu cầu B, chúng mình đã thực hiện kết quả của phép tính 7 cộng 0 bằng bao nhiêu? À,
7 cộng 0 bằng 7 và 0 cộng 7 cũng bằng 7. Các con lưu ý nhé. Một số cộng với 0 được kết quả bằng chính số đó. 0 cộng với một số cũng được kết quả là chính số đó đấy. Tương tự, các con hãy nêu cho cô 8 cộng 0 bằng bao nhiêu? Đúng rồi, 8 cộng 0 bằng 8. 0 cộng 8 cũng bằng 8. 10 cộng 0 bằng 10. 0 cộng 10 bằng 10. Bài tập số 4. Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ. Bây giờ, để nêu được phép tính thích hợp, cô cho mình hãy cùng nêu tình huống xảy ra trong từng bức tranh. Ở bức tranh thứ nhất, các con hãy quan sát cho cô biết tình huống xảy ra trong bức tranh là gì nào. Quan sát bức tranh thứ nhất, cô có thể nêu tình huống như sau. Trong sân có 4 chú gà. Có thêm 3 chú gà đi tới. Vậy lúc này trên sân có tất cả bao nhiêu chú gà? Có 4 chú gà ở sẵn trong sân. Cô viết tương ứng 4. Có thêm 3 chú gà nữa. Cô thực hiện phép tính cộng 4 cộng 3. Có tất cả bao nhiêu chú gà trên sân? Cô thực hiện tính 4 cộng 3 bằng 7. Vậy, có tất cả 7 chú gà. Tương tự, tình huống số 2. Giỏ bên trái có 5 quả bí. Giỏ bên phải có 4 quả bí. Vậy cả hai giỏ có bao nhiêu quả bí nào? À, đúng rồi, giỏ bên trái có 5 quả bí. Cô viết tương ứng số 5. Giỏ bên phải có 4 quả bí. Cô viết tương ứng số 4. Để tìm cả hai giỏ có tất cả bao nhiêu quả bí, cô thực hiện phép tính cộng 5 cộng 4. 5 cộng 4 bằng bao nhiêu nào? Đúng rồi, 5 cộng 4 bằng 9. Vậy cô nói có tất cả 9 quả bí trong hai giỏ. Ở bài học ngày hôm nay, cô trò mình đã cùng nhau luyện tập các phép tính cộng trong phạm vi 10, nêu tình huống và phép tính tương ứng xảy ra trong mỗi bức tranh. Bài học hôm nay của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô xin tạm biệt, hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo nhé. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.